Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Czech Alpha 1 Series, một mẫu xe đạp đua không nhôm được trang bị bộ chuyển động Shimano Tiagra, đang bán tại cửa hàng em mức giá chỉ có là 14.800.000. Các bác một chiếc xe thương hiệu Czech, một thương hiệu rất là nổi tiếng và lâu đời về dòng xe đạp. Các bác chơi xe lâu năm thì cũng nhận ra được cái thương hiệu này. Thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, luôn cho ra đời những chiếc xe đạp đua, những chiếc xe đạp MTB tốt nhất thế giới, luôn đứng trên top những chiếc xe đạp. Phanh ba mảnh, bộ chuyển động Shimano Tiagra, rất là cao cấp trong cái tầm giá. Tất cả đều là Czech. Như các bác đã biết thì Czech này là thương hiệu phụ tùng sản xuất riêng cho dòng Czech. Và đến ghi đông cổ phốt Cẩm Yên, nguyên bản Czech. Ghi đông thì cũng được trang bị bộ Shimano Tiagra, bộ tay lắc Shimano Tiagra với 10 sở hít. Cái này là bắp bù là 2, với cả 10 tầng lít và 2 tầng đĩa. Nó sẽ có 20 tốc độ khác nhau. Thể nói lên xe thì tương đối là đẹp. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, khóa cọc yên đến tâm cổ cốt là 50 cm. Chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì là phù hợp. Bộ ít 10 tầng là 2 tầng nữa, nhưng nó đi các độ khác nhau. Trục đạp thì anh có thấy như cục mượt mà lên xuống nhẹ nhàng lên lái. Thì em vừa giới thiệu nhanh đến các bác mẫu xe đạp Czech được trang bị bộ chuyển động Shimano Tiagra không nhôm, đang bán tại cửa hàng em mức giá chỉ có là 14.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, chọn cái trả lời nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp vào những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.